จะหั่งหั่งเงินอ่ะไม่ได้บอกว่าใครอยากแม่เลยใครจะหาที่อยากยิงตู้แป้งใครจะหาที่มันจริงอ่ะใครจะหาแป้งใครอยากให้ยิงตั้งแต่ขึ้นบัตรที่เท่ามันหกตั้งแต่ไม่ได้ใครจะให้เท่าไหร่วันไหนวันหั่งเอามาคอยวันคอยที่มือเนี่ยใครจะหื้อคือเขาหยาบไปหน่อยนะจ้างเดี๋ยวเฮ้ยหั่งเดี๋ยวเร็วเร็วเนี่ยจ้างหั่งเร็วเร็วนั่นเองเนี่ยลงเนี่ยก็เร็วเร็วก็บ่าวมั้ยเบิ่งอ่ะครับเรายูทูบเบอร์อ๋อยูทูบเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธออ่ะร้านกับซับนี่เอาป่ะนะโอ้ซับๆสีนี่ชิ้นชิ้นเลยเดี๋ยวฟันโดทางน้ำมือเจ็ดดอกเออแล้วไอ้นี่ผมได้บ้านนี่อยู่ฟ้าเยอะไอ้เนี่ยน้ำเงินบ้านฉันเนี่ยบ้านยังน้ำอะไรฮะเฮ้ยบ้านเฮ้ยบ้านถือใหม่ก็ยาวถือแข็งสายลังฮะใช่เหรอเออมาใส่ก็ใส่ชุดก็ใส่ชุดจะเอาเงี้ยวันไหนบ้างเนี่ยวันไหนđến chợ Tết lại gặp được một cô bán cái gì đây nhỉ cái này 20 mà cái này 100 giá là 200này hình như là ở Lạng Sơn mình không có mà tại sao cô đi đâu tìm mà bán ở đây? Có mà tôi thấy Lạng Sơn là không có món này bán mà. Có mà không? Đâu? Có bán nhưng mà có thiên nguyên đâu mà có cái loại này. À cái này của Quảng Ninh không ạ? À chắc cô từ Quảng Ninh. Thế cô Quảng Ninh không có người bán cả? Người Quảng Ninh làm dâu Lộc Bình.Thế biết chỗ dựa làm ăn lắm nhỉ? Cháu là bây giờ người biết chỗ dựa làm ăn lắm nhỉ? Chào cháu nhá. Các bạn, tôi các bạn đi chơi một trận Tết ở Lục Bình. Là một vùng cao ở biên giới. Mà cách thì khá Lạng Sơn tầm 30 km. Tôi đến đây lấy chợ Lục Bình rất hay nhiều các mặt hàng phong phú. Thứ tăng à? Chưa được à? Đấy ơi, mấy thằng để bán nem nữa nè. Nên có cái liều nè, một chiếc chút đó, chút có cái liều ơi. Văn văn hơi con. Cái hàng tắng này nữa nè. Không có nên này rất lái vô. Cái bộ bên này cái xem à? Bộ mấy sao đó, không phải mấy cái lươn ngôm này à? Chưa alo. Chưa nè. Cái mấy tấm bên này cái lái xem. Cái này sóng phá ếp. Cái năm sóng phá ếp. Rẻ ra. Đấy, mình.Cô gái vừa sinh mà vừa bán rẻ thế này thì làm gì bằng hết nhỉ? Không này, sao có cô gái có sinh không này? Bán vừa rẻ không? Gái Lục Bình đấy. À, gái Lục Bình thì bán rẻ lắm, tuyệt vời để phục vụ Tết này này. Đấy, đây là hàng chăn màn đây. Đến thấp thẳng em đến mùa... Đây kìa, sang kia hàng màn ghế kìa đấy, có hai cô xinh gái bên kia kìa đấy.Nghe. À, cô giới thiệu cho một chút nào. Cô tự giới thiệu về mình xem là. Đang bán quần áo bên kia không ạ? Đang nghỉ. Quần áo năm nay giá lắm rồi. Thế à? Chắc có người đến mua rồi. Tí nữa chắc là không đủ bán.
cô bán bưởi hôm nay bưởi bán thế nào ấy cô? Bao nhiêu tiền một quả, bán quả là bán phân? Không nhìn một quả. Thế là bưởi gì đấy? À, bưởi diễm ngon nhỉ? Làm gì lỗ vốn của mình làm ra mà em cứ bán đâu? Đây là những mấy cô này muốn nói chuyện nhưng mà không biết nói. Không biết nói, không biết là dân tộc gì à nhỉ? Dân tộc Dao à? Ồ. Ấy da. Thế cô nói chuyện thế nào không biết à? Không biết nói thế, cô ở đâu đây em mà cô bướng nhàn thế. Không biết nói à? Không biết nói đâu. Người ở đâu? Hả? Người ở đâu? Người Mẫu Sơn à? Xuống đây à, mua cái gì không? Đồ Tết đây. Đồ ăn Tết à? Mua cái gì nhiều rồi? Chưa mua đâu. Chưa mua. Thế định mua cái gì? Mua đồ nhiều. Không biết mua đồ gì được. Chưa đi chợ. À, thế... Vừa mới đến đây thôi mà. Vừa mới đến đây à? Đi một mình nha. Nhiều. Con cá này con, thấy con này. Đi mua đi, cùng nhau đi mua cho nó vui đi nhỉ. Con như này là 15.000. Ồ, phải con phần này cao hơn này là 15.000. Đây, cái này gọi là chỉ đắp tiền. Đây là 5. Đến thời điểm đi quay phim các kiểu rồi. Chào anh nhá. Chào. Tức là năm cũ cũng gần qua, năm mới gần đến. Đấy cũng là một cái quy luật chung rồi. Thế mọi người, tôi với anh cùng mong muốn. Cùng mong muốn nhưng mà nó cứ đến. À, nó cứ đến. Mình cứ chơi là mình cứ chơi phải không? Hôm nay đến Lục Bình thấy hàng táo rất ngon. Mà toán cô gái vừa sinh mà bán táo vừa ngon nó thì không gì bằng nữa nhỉ. Cô gái mông à? Lấy được cháu bài chúc con táo nhá. Đây toàn những chàng trai sinh đến đây mua táo. Nhưng mà táo của hàng nào cũng giống hàng nào không ạ? Ông bạn già ơi, không có tiền mua thịt vào Tết, mua được tí táo vào Tết rồi. Có táo ăn là vui lắm rồi đấy. Táo ngon, bán rẻ.
áo rẻ đây. Cân bao nhiêu? Dạ, cân 10 nghìn, à 5 nghìn bác ơi. 5 nghìn một cân ạ. Lên đi cô ơi, không thì kéo hết đấy. Táo ngọt bán rẻ 5.000 một con. Hai cân nhỉ? Táo ngọt bán rẻ 5.000 một con. Táo ngọt bán rẻ 5.000 một con. Ông nhờ cái ông nhờ cái hướng này đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà giống như là một cái là